À, hôm nay thằng thằng cuốn đang họp mặt đầu năm cả nhà ơi. Đủ thứ luôn à. Mấy cái chậu bông ở trên bàn thờ mình đem xuống mình dục nè, đó mấy cái khúc mai mình cắt mình ghim vô thùng nước nữa ra bông cả nhà đẹp không? Nó trưng đơn giản thôi à. Còn đây là đồ nghề của mình à, lúc nào cũng có một cái bình mà 25 kg, hơn 25 kg, 30 kg á, đeo dài á. À, mình mới đầu tư cái xe rùa đó cả nhà, xe rùa để mình dọn vệ sinh trong chuồng. Ai em ơi, chưa gừ dữ dằn quá vậy. Không có được, không có được chửi chửi cô. Ê, nó dữ dằn lắm đó cả nhà. Đứa nào mà được càng được cưng thì càng dữ dằn. Ồ, ba bốn đứa xúm lại đang hiếp con Mỹ nè. Mấy béo con, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Cho bảo vệ, cho bảo vệ. Mấy đứa này anh em nó, anh em nó ghê lắm á. Rồi ok, là Mỹ lên đây. Ừ, cưng cưng. Không có ăn hiếp em. Chơi chung mà ăn hiếp gì? Họp mặt đầu năm cả nhà ơi. Mình để cho mấy đứa này tự nhiên.
Mất tiêu đó rồi hả? Tập trung đi nào. Lâu lâu ơi, lâu béo béo cay. Thôi không cần hiếp em nha. Măng rùa, nghe lờ. Thôi xin dừng video tại đây cả nhà. Chúc cả nhà có một mùa xuân nhiều hạnh phúc nha, bình an. Đó, thì mình ở đây mình cũng ráng cố gắng đi làm đủ thứ chuyện hết để nuôi đàn cún thôi cả nhà. Thôi xin chào, chúc cả nhà vui vẻ nha. Cả nhà xem, chia sẻ, bấm một like để cho mình duy trì. Cảm ơn cả nhà nhiều.